xem xe chiếc tàu bán xương sáo nha. Ở dưới quê thì hay có cái vụ bán xương sáo nè, rất là thích luôn. Bán xương sáo là có người chạy xe ghe tới nơi cho các bạn bán tại chỗ nhà luôn. Bán còn ký xương sáo bánh lọt nữa. Hôm bữa con cũng ngồi đây con kêu mà cô không có nghe. Đây. Còn chú bán xương sáo bánh lọt. À, lấy con một ký. Dạ dạ đúng rồi. Bữa con ngồi đây mà con kêu mà con chú chạy ngang nè. Dạ. Cũng từng trước á, cuối từng trước á. Dạ. Đó, đây là xuống đi. Cho nó đi xuống đi. Đây là đây bán xương sáo bánh lọt. Ui dạ. Cô bán cô chạy ghe. Dạ con là ghế. Cuối tuần rồi con vợ chồng con rảnh rỗi vô chơi. Mệt thấy không? Đôi khi đang gửi nước ngoài luôn á vậy. Dạ. Cái này ngoài chợ làm gì có cái vụ bán xương sáo bánh lọt chạy giỏ vậy? Nhiêu tiền thôi chú? Đủ này em. Miếng 2.000 à. Đủ làm nhà luôn đó, nguyên chắc đó. À, lấy 5 miếng còn 5 miếng ít. Ôi, 5 miếng nó hủ luôn ạ. Thứ sáng như nó ăn đủ không? Thứ sáng này của tôi nấu như ấy. Cái này sáng bánh lọt là của tôi làm nhà luôn. Dạ. Dạ. Bảo đảm luôn. Đậu này của chị cũng làm nhà ra, bà hủ này cũng làm nhà luôn. Đâu cầm đó. Cho tiền chứ. Ăn mập à? Dạ. Nhiêu tiền thôi? 30 đâu có? 22.000 à. Cái kia 12, cái này 10 là 22 à. 22.000. Đấy. Rất là thích luôn. Ngồi nhà là có ghe chạy tới cửa nhà là kêu là tới. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, lên nhà đi. Đó, mọi người thấy không? Ở ngoài chợ làm gì có bán giỏ, bán ghe, chạy ghe như thế này. Nhìn rất là thích. Hơi tối. Đó, dưới quê mới có thôi mọi người ơi. Phong cảnh hữu tình rất là đẹp luôn. Xương sáo bánh lọt bánh đúc. Đấy. Rồi mọi người nhớ like, share như đăng ký kênh Long Miền Tây để xem những video về miền Tây sông nước mình nha. Đó. Rồi cuối cùng thì cô chú cũng đã chạy đi rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nãy giờ của mình rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.